chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi đựng thẻ ATM cũng như là túi đựng tiền, vật dụng cần thiết của phụ nữ chúng mình. Và ở đây Mimi dùng nút bóp nè các bạn. Ở cái chỗ này thì nút bóp, và ở bên cái phần túi này thì Mimi sẽ sử dụng một cái hàng nút bình thường, và Mimi có cài cái đoạn dây móc xích như thế này thôi, rất là đơn giản, tiện lợi, cũng không có kém phần dễ thương đúng không các bạn. Và cái dây quai các bạn, Mimi có hướng dẫn cho các bạn móc cái dây quai bằng len cũng như là cái dây quai hạt ngọc này, Mimi có hướng dẫn cho các bạn xỏ. Thì ở trong cái phần hạt ngọc có một cái dụng cụ như thế này, càng cua các bạn, thì các bạn có thể là tìm mua ở chỗ cùng chỗ với hạt ngọc luôn nè. Chỗ bán len thì người ta cũng có bán những cái phụ liệu như thế này á các bạn. Và ở cái phần hoa mình đã hướng dẫn cho các bạn ở clip trước rồi, các bạn sẽ nhìn dưới cái phần mô tả nha, mình sẽ để link để các bạn tham khảo. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu hoa này, các bạn có thể là móc và chúng ta sẽ kết vào sản phẩm. Ở đây Mimi gợi ý cho các bạn có thể là sử dụng ba cái bông hoa trên cùng như thế này, rất là dễ thương đúng không các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tiến hành móc cái túi này nha, rất là đơn giản. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái chiếc túi là bề ngang là 12cm và cái chiều cao là tầm 9-10cm nha các bạn. Tùy cái tay móc của chúng ta, nhưng mà sẽ đựng vừa cái thẻ ATM cũng như một số đồ lặt vặt cũng như là đựng tiền á. Thì các bạn cứ cân đo đong đếm cái chiều cao của mình nha, với lại cái chiều ngang á. Nếu mà chúng ta muốn làm khác kích thước này thì chúng ta sẽ tăng mũi lên thôi, không có vấn đề gì hết, tăng mũi, tăng hàng là được. Tại vì cái mẫu này khá đơn giản á các bạn. Và các bạn có cái loại len sợi nào phù hợp để móc túi thì các bạn sẽ sử dụng nha. Ở đây mình sử dụng miêu hàng, các bạn có thể sử dụng miêu cô tông hoặc là sợi dệt gì bình thường nha các bạn. Và kim móc của chúng ta hôm nay sử dụng sẽ là kim móc 2.5. Nếu mà các bạn muốn dày dặn hơn thì các bạn sử dụng kim móc 3.0, 3.5 bình thường nha. Rồi các bạn sẽ tự cái phân chia cái số mũi móc và cái số hàng ra cho mình. Túi mà đơn giản thôi ha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm một cái sợi dây cước á các bạn. Sợi dây cước nhỏ xíu hoặc là sợi dây gân nhỏ. Còn nếu mà không có nữa thì các bạn sẽ sử dụng cái loại sợi cô tông này nè, để chúng ta xỏ cái phần hạt châu này, nếu mà các bạn thích làm cái dây quai hạt châu nha. Còn không thì chúng ta sẽ làm cái dây quai bằng len. Rồi nếu mà làm dây quai hạt châu thì các bạn mua thêm cái càng cua này nè. Đó, càng cua nhỏ nhỏ thôi. Cái này mà không có loại nhỏ, mình mua cái này hơi to hơn xíu nè. Rồi, cái hạt châu là mình sử dụng cái 8mm nè các bạn. Còn nếu mà không có cái nút bóp này nè các bạn, thì các bạn có thể là gài nút như bình thường nha. Rồi, chuẩn bị cho mình thêm cái kim khâu len, kéo cắt len với kim đánh dấu này dành cho những cái bạn mới. Rồi màu miêu hàng của mình màu xanh bơ nè các bạn, mã số 32 nha. Còn một cái túi nữa cũng màu xanh nữa, cái này màu xanh biếc nè các bạn, số 27 nha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là tìm mua. Và bây giờ các bạn sẽ lấy len và kim móc ra cho mình nha. Cái hạt ngọc á các bạn chuẩn bị cho mình tầm 20-22 hạt là được rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một nút thắt trước nha các bạn. Các bạn sẽ móc lên cho mình với kích thước túi này, thì các bạn sẽ móc cho mình là 22 mũi móc xích, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sau khi các bạn móc được 22 á, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nữa. Và bây giờ để cho chúng ta không có bị lộ mũi á các bạn, thì các bạn sẽ xoay ngang như thế này nha. Đâm kim vào cái chân móc thứ 22 á các bạn, cái phần nhô lên ở phía sau nè. Cái phần nhô lên ở phía sau, các bạn sẽ đâm kim vào đây. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nha. Rồi bây giờ các bạn lấy cái kim đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này. Chân móc thứ hai các bạn cũng móc vào cái phần nhô lên ở phía sau á các bạn. Móc một mũi móc đơn. Rồi. Nè, ở đây còn nguyên hai cái chân móc này các bạn.
một lát nữa khi mà mình làm cái hàng dòng lại á, thì nó sẽ không có bị cái khoảng trống giữa hai hàng, nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình từng cái phần nhô lên ở mỗi cái chân móc á, các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn vào và móc đến cuối hàng luôn nha. Khi các bạn móc đến cuối hàng, cái chân móc cuối cùng á các bạn sẽ móc cho mình thêm 3 mũi móc đơn vào đây nữa. Tổng cộng cái chân móc cuối này sẽ có 4 mũi móc đơn nha. 2 3. Rồi cái mũi cuối của chúng ta đã có 4 mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc ở cái phía đối diện cái chân móc này nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào đây, nẹp cái sợi len thừa vào trong mũi móc, móc một mũi móc đơn. Và bây giờ các bạn sẽ móc lần lượt tới cái chân móc cuối hàng. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ không có cái khoảng trống ở phía giữa này nè các bạn. Nó sẽ đẹp hơn khi mà chúng ta móc vào cái nhánh, móc cái phần nhô lên đó, nó sẽ đẹp hơn. Các bạn có thể là ứng dụng vào những cái sản phẩm khác. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng nha. Mình đã móc đến cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng này 3 mũi móc đơn nữa cho đối xứng với cái bên trước đó mình đã móc. 1 rồi nè, 2 mũi cuối cùng nè các bạn, 3. Và bây giờ các bạn sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc này. Ở bên đây chúng ta cũng sẽ có 4 mũi và bên đây chúng ta cũng sẽ có 4 mũi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đo cái chỗ chiều này. Ở đây chúng ta đã được gần 10cm nè các bạn nè, gần 10cm. Thì một lát nữa chúng ta lên phần thân, nó sẽ ra là tầm 10cm nha. Ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này, đâm kim, kéo len qua, kéo bằng độ cao của 2 mũi móc xích trước đó. Sau đó là các bạn lại quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đó nữa, các bạn kéo len qua. Rồi bây giờ chúng ta đã có được 4 vòng len trên kim, các bạn lại quấn len một vòng, đâm kim vào chân móc đó nữa, các bạn kéo len qua. Chúng ta đã được 6 vòng len trên kim á các bạn. 6 vòng len trên kim và các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Sau đó là các bạn móc lên một mũi móc xích. Khi các bạn đã móc lên một mũi móc xích thì chúng ta mặc định là bỏ qua một chân móc, sẽ móc vào cái chân móc kế tiếp. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo cái phần len qua như thế này, bằng độ cao của cái mũi hạt bắp trước đó. Các bạn sẽ quấn lên một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc đó nữa, các bạn kéo len lên bằng độ cao luôn. Sau đó là các bạn lại quấn len một vòng, đâm kim vào trong móc đó tiếp tục, các bạn lại kéo len lên và chúng ta lại có được 6 vòng len trên kim. Các bạn kéo qua một lần và ngay lập tức các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ bỏ qua một chân móc ở phía dưới này, móc vào trong móc kế tiếp. Các bạn cũng sẽ kéo len bằng độ cao của mũi hạt bắp trước đó, quấn len một vòng, đâm kim, kéo len, tiếp tục quấn len một vòng, đâm kim, kéo len. Và sau đó là các bạn lại kéo len qua hết 6 vòng len. Các bạn chốt mũi một móc xích, bỏ qua. Rồi các bạn sẽ làm lặp lại tương tự đến cuối hàng luôn nha các bạn. Cứ tạo một bắp. Sau đó là các bạn lại lên một móc xích, bỏ qua một chân móc và tạo thêm một cái hạt bắp tiếp tục. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm tới cuối hàng. Đến cái chân móc giao nhau nè các bạn. Thì các bạn chỗ này nó hơi khó, các bạn sẽ đưa kẹp nó vô như thế này nha. Rồi các bạn sẽ kéo len qua như thế này. Chúng ta sẽ giữ và chúng ta sẽ tạo một mũi hạt bắp như bình thường. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo qua hết luôn và chốt lại. Rồi các bạn cũng sẽ bỏ qua một cái chân móc, bỏ qua chân móc này, đâm kim vào chân móc kế tiếp, các bạn lại móc một hạt bắp.
và các bạn sẽ làm tới cuối hèn luôn nha. Cuối cùng chúng ta sẽ còn 3 chân móc như thế này, 1, 2, 3, không có tính chân móc mũi dời này nha các bạn. Chúng ta lên một móc xích rồi nè, bỏ qua một chân móc này, đâm kim vào cái chân móc này, các bạn sẽ móc một bắp như bình thường. Chốt mũi lại, tức là chúng ta đã bỏ qua một cái chân móc này. Bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè, 1, 2, 2 cái chân móc mà chúng ta, hai cái chân móc xích mà chúng ta gây nên đó. Rồi chúng ta sẽ không móc vào chân móc, chúng ta sẽ móc vào cái chân kế bên này nè, một mũi trượt. Sau đó là các bạn lại trượt mũi vào cái trong cái chân của mũi hạt bắp á các bạn, trượt mũi thêm một lần nữa để dời cái kim móc vô phía trong này. Sau đó là các bạn móc lên hai mũi móc xích nha. Các bạn quay ngược cái đầu móc lại, chúng ta bẻ cái sản phẩm lại, quay ngược đầu móc xong rồi mới bẻ cái sản phẩm lại nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, chân móc đầu tiên này nè các bạn. Khi mà hạt bắp nó nghiêng qua đây thì chúng ta sẽ làm cái hạt bắp nghiêng qua bên này, tức là một cái bên đây, một cái bên nó chéo qua chéo lại các bạn. Rồi bây giờ chúng ta lại đâm kim kéo len qua, quẩn len một vòng lên kim, đâm kim kéo len qua, quấn len một vòng lên kim, đâm kim kéo len qua. Rồi chúng ta được 6 vòng len, chúng ta kéo qua hết, móc lên một móc xích đây, móc lên một móc xích. Đây cái chân móc đầu tiên nè các bạn. Ở chân móc thứ hai nè, chúng ta sẽ bỏ qua cái chân móc xích này, đâm kim vào cái chân móc bên cạnh đó, đây chân móc bên cạnh này, các bạn kéo len qua. Sau đó quấn len một vòng, đâm kim, kéo len lên, quấn len một vòng, đâm kim, kéo len lên, được 6 vòng len nè, kéo qua hết luôn và móc lên một mũi móc xích. Chúng ta lại bỏ qua cái chân móc kế bên này, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp. Đây, đâm kim vào chân móc này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo len qua, quấn len, đâm kim, tiếp tục quấn len, đâm kim, kéo len. Và thực hiện một bắp chốt lại bằng một mũi móc xích, bỏ qua một chân móc ở phía dưới này, đâm kim vào chân móc kế tiếp, lại tạo một hạt bắp. Các bạn sẽ làm lần lượt như vậy đến cuối hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm lại cái mũi hạt bắp mà cái hàng chúng ta đã móc đó các bạn nè. Tính từ cái khoảng trống này đi nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24. Tức là hàng thứ nhất của bắp sẽ là 24 bắp. Vậy thì hàng thứ 2, hàng thứ 3, hàng thứ 4, hàng thứ 5, những cái hàng còn lại á đều là 24 bắp. Nếu mà các bạn sợ mà có sai sót thì mỗi hàng các bạn lại đếm cái số lượng bắp lại cho mình nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc xen kẽ những cái hạt bắp á, xuống tới cuối hàng luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ làm 24 hạt bắp. Mình đã móc tới cái hạt bắp cuối cùng rồi nè các bạn. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nè, hai mũi móc xích mà chúng ta gây nên, trượt mũi vào cái chân móc ở phía trên á. Sau đó là các bạn lại trượt thêm một mũi nữa vào cái chân hạt bắp. Các bạn móc lên hai mũi móc xích và chúng ta quay cái sản phẩm lại. Sau đó là các bạn lại bẻ nó ra như thế này. Bây giờ các bạn lại làm giống hệt như cái hàng thứ hai nữa. Khi các bạn quay ngược sản phẩm lại xong rồi các bạn bẻ thì nó sẽ giống hệt cái hàng trước đó. Các bạn lại móc vào cái chân móc đầu tiên này một hạt bắp. Kéo nó vừa tầm thôi các bạn, để chúng ta không có bị dư len ở phía ngoài, trong nó không có đẹp á. Rồi bây giờ chúng ta lại bỏ qua cái chân móc này, đâm kim vào cái chân móc kế bên. Các bạn sẽ nhớ là đâm kim vào chân móc nha các bạn,
đừng có đâm kim xuống ở cái khoảng trống ở phía dưới này nha, là nó sẽ tạo ra những cái mũi hạt bắp mà nó có lỗ lỗ á. Còn khi mà chúng ta đâm kim như thế này nè thì cái mũi của chúng ta nó sẽ khít lại và chúng ta đựng tiền nó không có bị lòi ra ngoài á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta lại đâm kim vào cái nhánh bên đây nè, bỏ qua một cái chân móc này, đâm kim vào cái chân móc bên đây. Các bạn kéo len qua, quấn len, đâm kim, kéo len, quấn len, đâm kim, kéo len. Rồi được 6 vòng len, các bạn lại móc lên một móc xích, kéo lên là lập tức là các bạn móc lên một móc xích liền, để thôi mình quên á các bạn. Sau đó là các bạn lại bỏ qua một cái chân móc này, đâm kim vào cái chân móc kế bên, lại tạo thêm một bắp nữa. Tại vì số mũi của chúng ta chia ra là nó đã chẵn rồi á các bạn, cho nên là các bạn cứ làm lần lượt và các bạn đếm cho đủ 24 hạt bắp mỗi hàng là được ha. Và bây giờ các bạn sẽ làm hết cái hàng thứ ba này, các bạn sẽ làm thêm 10 hàng hạt bắp nữa cho mình nha. Tổng cộng của chúng ta sẽ có 13 hàng hạt bắp và một hàng mũi móc đơn như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ móc tới hàng thứ 13, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Còn một cái điều nữa, khi kết thúc mỗi hàng á, các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc này, sau đó các bạn chuột mũi thêm cho mình vào một cái chân móc hẹp bắp, sau đó là các bạn móc lên 2 mũi móc xích, rồi các bạn mới quay ngược cái sản phẩm lại, rồi các bạn sẽ bẻ cái sản phẩm, rồi chúng ta sẽ móc luân phiên với nhau nha các bạn. Như vậy thì cái họa tiết của chúng ta nó mới xen kẽ như thế này nè, bên bắp này quay bên trái, bên bắp này quay bên phải. Và một lát nữa khi kết thúc cái hàng này thì nó lại quay bên trái, và sau đó cái hàng tiếp tục là quay bên phải. Như vậy đó nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc nha. Mình đã móc tổng cộng là 13 hàng hạt bắp như thế này rồi nè các bạn. Và cái độ cao là đã phù hợp rồi. Nè các bạn thấy ở trong đây nó rất là rộng rãi, và các bạn để nhiều thẻ hơn cũng được nữa. Cái này để một chục thẻ luôn còn được á các bạn. Để tiền cũng khá nhiều nha. Ở đây thì các bạn có thể là để thêm một cây son hoặc là chìa khóa xe rồi á, cũng rất là tiện lợi. Còn nếu như mà các bạn muốn nó đơn giản hơn nữa, các bạn sẽ mai cái dây kéo hoặc là đơm một cái nút ở đây, rồi chúng ta sẽ làm cái sợi dây móc xích rồi chúng ta làm ngang qua. Nếu ở đây nó dài nè thì các bạn sẽ làm hai sợi dây móc xích rồi các bạn mai hai cái hàng nút. Còn nếu mà các bạn có cái dây kéo này thì các bạn mai vô cho nó chắc chắn luôn nè các bạn, thì nó cũng tiện nè. Cái này cũng thấy cưng lắm á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viền lại một hàng mũi móc đơn, sau đó chúng ta sẽ làm cái nắp túi nha. Rồi bạn nào mà có cái hạt trâu thì chúng ta sẽ làm hạt trâu, còn không có hạt trâu thì chúng ta sẽ làm dây quai. Mình sẽ hướng dẫn hai cái cho các bạn để cho các bạn dễ nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại cái nha các bạn. Hồi nãy là các bạn đã tạo những cái hạt bắp xen kẽ trái phải như thế này. Và mỗi lần kéo len là chỉ là 6 vòng len trên kim nha các bạn. Rồi các bạn nhớ để ý vậy á, nếu mà các bạn làm 7 vòng len trên kim á nha, là nó sẽ bị lỗ hở. Rồi bây giờ chúng ta chuột mũi vào cái chân móc này để kết thúc hàng. Sau đó là chúng ta móc lên một móc xích đi các bạn, đâm kim vào chân móc mà chúng ta vừa chuột mũi, chúng ta móc một mũi móc đơn, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc đơn, chân móc kế bên một mũi móc đơn, chân móc hạt bắp nè một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ viền lại cái hàng này là những mũi móc đơn nha. Các bạn sẽ làm đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và chúng ta cũng sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta lặp lại cái hàng bắp nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, chân móc mà chúng ta móc 2 móc xích á, các bạn kéo len lên, sau đó các bạn quấn len, đâm kim vào chân móc đó nữa, kéo len lên, quấn len, đâm kim vào chân móc đó tiếp theo, kéo len lên, và các bạn kéo hết qua 6 vòng len và chúng ta móc lên một móc xích. Lập tức chúng ta sẽ bỏ cái chân móc kế bên này, đâm kim vào chân móc kế tiếp, các bạn cũng sẽ tạo một bắp cho mình.
sau đó là một bắp tiếp theo. Tạo xong bắp là các bạn sẽ móc lên một móc xích liền nha các bạn. Để nếu mà quên cái móc xích đó, đó là cái hàng thứ hai mình không có cái điểm mà để mà mình móc vào. Bây giờ các bạn sẽ làm liên tục 12 hạt bắp cho mình nha. Tổng cộng cái hàng này là 12 bắp. Mình đã tạo được 12 hạt bắp như thế này rồi nè các bạn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phân nửa rồi đúng không các bạn? Thì cái này nè, khi mà một lát nữa làm thêm nhiều hàng nữa thì nó tới cái đoạn ở phía dưới này là chúng ta đậy lại là được nè các bạn. Các bạn nếu mà làm size lớn hơn hoặc là size nhỏ hơn thì các bạn cứ canh chỉnh như thế nha. Hồi nãy là chúng ta đã có được là 24 hạt bắp ở cái hàng này, thì ở đây chia ra phân nửa thì có phải là 12 không, đúng không các bạn? Thì chúng ta đã có 12 hạt bắp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên thêm một móc xích nữa. Hồi nãy đã móc một móc xích rồi nè, thêm một móc xích nữa là 2 móc xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ngược cái đầu móc này lại. Các bạn lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Kéo len qua, quấn len, kéo len, tiếp tục quấn len, kéo len. Sau đó là các bạn móc một hạt bắp, móc lên một móc xích, bỏ qua một cái chân móc này, đâm kim vào cái chân móc kế bên này. Các bạn lại tạo hạt bắp cho mình. Và các bạn cứ tạo liên tục như vậy đến cuối hàng. Xong rồi lên 2 mũi móc xích. Và các bạn quay ngược cái đầu móc lại, rồi các bạn sẽ móc, móc đủ 8 hàng hạt bắp ở trên này cho mình. Móc 8 hàng hạt bắp. Ở đây mình móc được 2 rồi nè các bạn. Hoàn thành cái 2 này, móc lên 3, 4, 5, 6, 7, 8 nữa rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Mình đã móc tới cái hàng hạt bắp thứ 8 ở cái phần nắp đậy rồi nè các bạn. Đây, cái form của chúng ta sẽ như thế này nha. Rất là xinh yêu đúng không các bạn? Bây giờ mi còn lại một cái hạt bắp cuối cùng ở phía này nè, trong móc cuối cùng nè. Mi cũng sẽ móc vào đây một bắp cuối cùng, móc lên một móc xích. Rồi mi sẽ móc thêm một móc xích nữa, quay ngược đầu móc lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của hạt bắp á các bạn. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chúng ta viền lại cái hàng nắp này là những mũi móc đơn nha các bạn. 2 nè, 3, 4, 5, 6, 5 rồi đó các bạn. Mũi này là 6 nè, 7, 8. Các bạn sẽ làm cho đến cuối hàng nha. Chúng ta sẽ đếm lại cái hàng này. Vậy là chúng ta có tổng cộng là 24 mũi móc đơn. Nếu mà các bạn làm cái gài nút á các bạn, gài nút đây nè, thì một lát nữa mình sẽ dùng 12 mũi móc đơn đầu tiên á, mình sẽ chia cái hàng móc xích ở phía này để mà mình mai cái nút ở đây. Ví dụ như này nè, là cái mình gài qua thôi là chúng ta sẽ không có cần nút bóp á các bạn. Còn cái mẫu này á thì các bạn xài nút bóp á, thì các bạn nút bóp hoặc là nút hít nha. Các bạn móc lên một xích đi, kéo và cắt len. Một lát nữa các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này cho mình nha. Còn ở đây nè các bạn, mình có một cái túi thứ hai. Ở đây là 24 mà mũi móc đơn á các bạn, mình chia cho 2 thì cái tâm điểm nó sẽ nằm ở cái chân móc đơn thứ 12. Nếu mà nút của các bạn nhỏ thì các bạn sẽ lên ít móc xích. Còn nút của mình nó to quá nè, mình sẽ lên tầm 9 mũi móc xích nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mình có nút nhỏ nữa nhưng mà mình xài nút to đang cho nó nổi á các bạn. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc thứ 12 luôn nha. Đó là chúng ta đã có được cái khoảng trống mà đưa cái hạt nút này qua nè các bạn. À, cái này giảm lại đi, giảm lại một hạt đi, còn 8 thôi để cho nó chặt hơn á các bạn.
Còn nếu mà các bạn xài nút nhỏ là làm 5 6 rồi là được rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ chượt mũi vào cái chân móc thứ 12 đó luôn nha các bạn. Nè, khi mà móc tới mũi móc đơn xong rồi các bạn tạo mũi móc xích rồi chượt mũi vào cái chân mũi móc đơn đó, rồi các bạn lại viền lại bằng những mũi móc đơn tiếp theo cho đủ 24 mũi nè. Và các bạn sẽ làm tới cuối hàng luôn nha. Làm tới cuối hàng á, xong rồi các bạn sẽ ốm nó thử như thế này nè. Đó, ốm nó thử rồi các bạn giấu len mai cho mình hạt nút ở chính giữa đây luôn nha. Rồi chúng ta sẽ gài lại. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái dây quai ở bên cái phần màu xanh này. Còn cái phần màu xanh bên đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái hạt châu nha. Đó, làm cái hạt châu này. Đây các bạn, mình có kết cái hoa ban mai vào á. Ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái lời hoa này rồi nè. Các bạn có thể là móc và các bạn kết vào nha. Mình kết vào bằng chỉ nè các bạn. Các bạn có thể là bắn keo cũng được. Ở đây cái túi màu xanh bơ thì mình làm hoa màu trắng và cái nhụy màu xanh bơ. Còn cái này nè các bạn, cái màu này nó hơi tối á, cho nên là mình chọn cái màu xanh khác một xíu để cho nó nổi lên á các bạn. Và cái phần này là phần màu hồng da nè. Ở đây thì các bạn thấy là cái dây móc xích mà mình khởi tạo nó vừa vặn với cái nút này, cho nên là nó sẽ không có bị lọt ra. Thì các bạn mở ra mở vô nó cũng dễ đó nè. Và cái phần trong nè các bạn, phần trong này chúng ta để tiền hay là thẻ đồ vào là hết ý luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái dây quai bằng len ở cái màu xanh biển này trước nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần dây quai hạt cọc trai như thế này. Các bạn sẽ đâm, các bạn muốn cái dây bên trái hay là dây bên phải gì tùy thích nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt trước đi. Các bạn sẽ chừa lại một đoạn len dài nha, để một lát nữa chúng ta khâu cái phần dây quai cho nó chắc chắn hơn. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc này, chân móc mà kế bên chân móc hạt bắp á các bạn. Các bạn kéo len qua nha. Mình để cái này xuống. Đó. Rồi, các bạn sẽ móc cho mình khoảng 50 mũi móc xích nha các bạn. Cho bằng cái các bạn móc thử 50 mũi móc xích và các bạn chụm nó lại cái độ dài như vậy thì các bạn thích chưa? Còn nếu mà chưa thì các bạn lên thêm 10. Còn nếu mà các bạn muốn ngắn hơn các bạn giảm cho mình. Bây giờ được 3 nè, mình sẽ móc lên 50 mũi nha các bạn. Đây các bạn, mình đã móc được 50 mũi rồi nè. Và khi mà mình chụm lại như thế này thì cái độ dài này mình vừa ý rồi. Thì các bạn móc cho mình những cái mũi trượt đến cuối hàng luôn nha. Các bạn sẽ đếm nè, 1, 2. Chúng ta sẽ quay ngược lại, chúng ta đâm kim vào cái phần nhô lên á, ở phía sau này các bạn. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi chuột nha. Chúng ta sẽ đâm kim vào những cái phần nhô lên của những cái chân móc kế tiếp á. Các bạn sẽ móc những cái mũi chuột đến đầu hàng luôn. Cái dây này thì các bạn tùy thích nha các bạn. Và các bạn muốn đeo chéo thì các bạn cứ vòng dây qua nha. Đeo chéo thì người lớn thì cỡ 1 mét 1 mét mốt nha, còn em bé thì 60 đến 80 cm nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tạo những cái mũi chuột đến đầu hàng này. Mình đã viền những mũi chuột đến đầu hàng này nè các bạn. Và các bạn cũng sẽ móc lên một móc xích và chúng ta sẽ kéo ra cái đoạn len dài để chúng ta khâu cái phần dây quai kia vào chung một điểm nha các bạn. Và các bạn sẽ rút nó lại. Các bạn sẽ lấy kim khâu len. Chúng ta sẽ xỏ len nha. Cái bề mặt nó nè các bạn. Rồi các bạn đưa vào trong một điểm này đi. Hồi nãy mình tính chuột mũi rồi á, nhưng mà nhiều khi khó á các bạn. Rồi cái mình làm riêng nó ra như thế này.
chúng ta sẽ nối nó lại như thế này thôi. Và cho nó chắc hơn nữa nha các bạn. Một tại vì khi mà các bạn nối lúc đầu hay là bây giờ thì các bạn cũng sẽ làm thêm cái khâu này à. Cho nên là mình để là khúc cuối luôn. Đó. Nè. Đó, cái này cái mình cứ cầm là được. Bây giờ các bạn sẽ cột hai cái sợi dây này lại nè. Và các bạn sẽ giấu phần len cho mình nha. Khi mà các bạn nối hai cái phần này rồi á thì các bạn sẽ giấu cái phần len nữa là xong. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái dây kia. Cái túi xanh bên đây mình làm ba hoa các bạn, cái nó nổi lên á, thấy cưng ha. Cái phần dây quai của chúng ta đã xong rồi nè. Đây. Dây quai đơn giản nhẹ nhàng. Các bạn sẽ lấy cái cọng dây gân nhỏ xíu cho mình, hoặc là dây cước nhỏ gì đó, nhỏ tí thôi nha các bạn. Còn cái này mi không có hai cái loại đó, mi sử dụng cái cô tông Việt Nam nè. Thì các bạn sẽ xỏ qua cái lỗ này. Cái hạt ngọc này là 8mm nè các bạn. Đó. Rồi các bạn sẽ xỏ qua từng cái nha. Rồi khi nào mà các bạn thấy các bạn đủ cái số lượng hạt ngọc của các bạn á, ví dụ như của mi là 22 hạt á các bạn. Các bạn nếu mà các bạn muốn ngắn hơn á thì các bạn sẽ làm cỡ 18 nha, hoặc là 16 á các bạn. Đó, các bạn sẽ xỏ qua cái lỗ này như vậy nha. Các bạn sẽ xỏ ra nhiều hạt. Rồi sau đó các bạn chụm lại như gì cho mi sẵn nè. Và các bạn thấy cái độ dài của nó ok rồi á thì các bạn sẽ đưa cái phần dây này nè vô trong cái chỗ này. Rồi. Đưa hai cái đầu á các bạn. Nè. Đó, rồi cái này nè, các bạn sẽ cột nó lại. Các bạn sẽ cột nó lại như thế này nha. Ví dụ như cái này đã là 18 hạt đi. 18 hạt ở trên này rồi thì cái độ rộng của nó sẽ như thế này nè. Đó, độ rộng nó sẽ như thế nha. Rồi các bạn cứ cuộn rút nó lại. Rồi các bạn đưa nó qua đây một cái nè các bạn. Rồi các bạn lại thắt rút nó lại. Nè, thắt rút nó lại lần nữa. Khi mà nó đó, thắt rút nó lại lần nữa. Rồi các bạn lấy cái keo dán á các bạn. Các bạn đính cái sợi dây này nè vô trong đây luôn. Đó, các bạn quấn thêm vài vòng nữa nha. Quấn tới quấn lui giống như mình nè. Quấn hai sợi luôn. Quấn tới quấn lui, quấn tới quấn lui. Rồi xong, quấn qua đây. Rồi tạo một cái thắt rút bên đây nữa. Đó, các bạn cứ luồn nó qua bên chỗ này. Rồi các bạn rút nó lại như thế này nè. Đó. Rồi cái nó chặt rồi á thì các bạn cứ làm thêm vài vòng nữa, các bạn cắt á các bạn. Các bạn dán cái keo vô ha. Dán cái phần này nè, bắn một chút xíu keo nhỏ vô trong cái chỗ này, rồi các bạn ốm nó qua để mà nó không có bị tua á các bạn. Rồi các bạn cắt cái len đi. Rồi chúng ta sẽ muốn gài vô chỗ nào á thì mình gài. Tại vì cái mẫu này nè có nhiều lỗ lắm nè, chúng ta có thể gài ở phía này cũng được nữa nè, hoặc là gài ở chỗ nào mà chúng ta thích nha. Chán gài bên đây rồi thì chúng ta sẽ gài qua bên đây. Rồi như vậy thì chúng ta đổi hai ba bên đều được nha các bạn. Rất là tiện lợi luôn đúng không các bạn. Rồi một mẫu xinh xắn gửi tặng cho các bạn nha. Cái này nè các bạn, nó hơi dư dư ra. Nếu mà các bạn không thích cái phần dư này nè, các bạn sẽ luồn nó vô trong phía đây nè. Rồi các bạn đóng nó lại. Thì cái phần này á thì các bạn sẽ chỉ thấy cái hạt ngọc thôi nè các bạn. Rồi các bạn cứ đi đâu á, các bạn cứ xỏ nó vô. Nếu mà làm 22 hạt thì các bạn sẽ xỏ nó vô được như thế này nè. Rồi chúng ta chỉ cầm cái này thôi, không có ai mà đụng chạm gì được hết luôn.
Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này nha. Nếu mà các bạn thích á, các bạn nhớ nhấn like giùm mình nha các bạn, và ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và nếu mà các bạn đã làm xong cái mẫu túi này, các bạn nhớ bình luận cho Mimi biết nha. Ở đây thì một lát nữa Mimi sẽ kết hai cái hoa này thêm hai bên để cho tăng cái độ xinh xắn hơn. Còn nếu mà các bạn nào mà thích đơn giản thì chúng ta sẽ làm một hoa như thế này thôi. Cái phần dây quai của chúng ta cũng rất là dễ thương nè, đúng không các bạn? Nó chắc chắn nữa. Cái phần nút này các bạn có thể thay bằng những cái nút khác, không có nhất thiết là cái nút handmade ha các bạn. Mình có cái nút nào thì mình xài nút đó thôi. Và hai cái túi của chúng ta đựng được tiền, giống như thẻ, một số vật dụng cần thiết của con gái chúng mình mà. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh móc len của Mimi Handmade. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này và thực hiện cái mẫu túi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại ở những clip sau nha các bạn. Bye bye.